4 khoảng 6, thông tư 46 có nói như sau. Khi chuyển hướng hoặc họ dừng được ở cái nơi mà giao nhau, khi mà đi đi trên cái đường cong thế này, theo điểm A khoảng 4 điều 6, thông tư 46. Khi tôi chuyển hướng kiểu này, tôi đang đi trên đường cong mà đoạn này là quốc lộ 37B, thì xin hỏi là tôi không xi nhan thế này thì có phạt không? Mà lỗi này phạt từ 300 đến 400 nghìn đồng. Nếu tôi gây tai nạn, tôi có thể giam bằng từ 2 đến 4 tháng. Dạ vâng. Cái lỗi này nó nhỏ, anh nhắc nhở được không? Dạ vâng, sao lại nhắc nhở cái lỗi xi nhan mà? Xuất trình giấy tờ đi. Dạ vâng, anh cho em. Alo. Nghe em nói thì anh tại không. Em cũng muốn ấy lắm chứ. Em muốn nhẹ nhàng chứ. Nhưng mà anh cho em coi chuyên đề anh làm trên quốc lộ 37B này được không ạ? Dạ vâng vâng. Phối hợp với phòng cảnh sát giao thông nhá. À anh phối hợp phòng cảnh sát giao thông thế thì anh cho em xem chuyên đề. Dạ vâng vâng vâng. Anh nói em này, lỗi rất là nhỏ thôi anh nhắc nhở em được nhá. Lỗi này 300-400 anh, lỗi không nhỏ. Bọn em thanh niên với nhau, anh nói này, nhỏ nhẹ với bọn em. Lỗi này không nhỏ đâu anh, 300-400 đấy anh. Bọn anh có thể nhắc nhở được. Nhưng mà cái lỗi này 300-400 mà sao mà nhắc nhở được anh? Đồng chí Đoàn Ngọc Hải còn nói mà cái luật là luật mà. Còn em thì có giấy tờ, em thì chắc chắn em có giấy tờ rồi. Điều này bảo chứ giấy tờ thì em không bao giờ em thiếu rồi. Em có thể cho anh coi cơ mà. Em có thể cho anh coi cơ mà. Nhưng mà em nói là em cho anh coi thôi. Chứ còn anh không có chuyên đề thì em không cho anh. Em không cho anh ấy đâu. Em không cho anh kiểm tra giấy tờ em đâu. Em muốn xem chuyên đề thì có chuyên đề thôi em. Em sang đường em không xin em cơ mà. Đúng rồi. Em cũng cảm ơn anh nãy giờ. Bây giờ anh mới dừng xe em. Em lượn qua đây mấy lần anh chẳng dừng xe em. Em hơi buồn. Em là giấy tờ em đầy đủ, em chả thiếu cái gì cả. Nhưng mà em không xuất trình giấy tờ bởi vì cái lỗi này của em không phải là lỗi. Thì làm sao anh được xuất trình giấy tờ? Cái đường này có phải đường cong ạ? Trên cái quốc lộ 37B có phải theo nghị định 46 này? Xuất trình giấy tờ ra đã. Thì đây, em cho anh coi luôn. Nhưng mà em không có lỗi, khổ, em không có lỗi cơ mà. Em cứ để ra đây cho. Em không có lỗi cơ mà. Em cứ để giấy tờ ra đây để em kiểm tra. Nhưng mà đây, giấy tờ của em đây. Em để nó xuống em cầm vậy, nhìn nó ra được. Giấy tờ của em đầy đủ đấy mà. Em cứ để em có thiếu em cái gì đâu. À rồi. Xe này của em quay vào nó quá trình mà em xuất trình thế này. Xe của em, cái xe này không phải của em cơ, chưa sang tên đổi chủ cơ. Đâu em xuất trình em bỏ ở đây. Nhưng mà em có lỗi đâu mà. Em xuất trình giấy tờ ra. Nhưng mà em không có lỗi. Anh nói với em vậy. Nhá, còn thanh niên anh nhắc nhở. À nhắc nhở rồi vâng. Đây giấy tờ của em đây. Thì em cũng em cứ để giấy tờ ra đây. Đây nhá. Thẻ căn cước này, à khỏi cần thẻ căn cước đi. Giấy lấy phép lái xe này. Em để nó ở đây để anh kiểm tra. Tư để em quay đã. Bây giờ ở đâu đây? Sao rồi chú? Con em ở đâu đây? Dạ em gửi ở đây rồi anh. Ở đây thì ấy để xuất trình đi. Dạ vâng. Thì đấy bảo chứ. Đây thì em đơn giản thôi. Đây, đây, nhưng mà em có lỗi đâu mà. Em cứ để giấy tờ ra đây cho anh. Em cầm vậy là gì? Em có lỗi đâu mà. Em cứ để ở đây. Đây, giấy tờ của em đây nhá. Đây gì? Dạ anh vâng. Ra sau anh kiểm tra nhé. Dạ, không dạ. anh muốn kiểm tra giấy tờ của em, anh phải xuất trình. Anh là phải có. Anh là phải có chuyên đề sau đấy. Em làm vào sau. Đó. Được chưa? À làm vào sau. Em bỏ cái đăng ký bảo hiểm vào sau. Em xuất trình ảnh hoa anh kiểm tra. nhưng mà cái lỗi này lỗi của em là phải cho em biên bản nhá. Kiểm tra thế này phải cho em biên bản đấy. Còn anh tuần tra có thể nhắc nhở được không em? Tại vì cái này là không phải xe của em đâu. Cái này em xe của thằng em của em cơ. Nếu mà lập lỗi luôn cả không sang tên đổi chủ cho em nhá. Bọn anh nói có thể nhắc nhở em được nhá. Không nhất thiết là phải vào. Em hiểu chưa? Ui trời ơi. Sao cho em xem cái bảng tên của anh. Cho em xem cái bảng tên của anh. Từ để em coi nhá. Em bỏ tay ra đừng dạng mà anh. Dạ vâng. Nguyễn Văn Hiếu. Em đừng chạm. Mã số quân nhân 207820. Cán bộ. Chưa. Dạ vâng vâng vâng. Nhỏ nhắc nhở em được thôi. Ui trời ơi, lỗi này lỗi lớn chứ anh, không xi nhan được, không xi nhan chuyển đường là 300 đến 400 nghìn đồng đấy. Dạ vâng vâng. Anh từ anh ơi. Xin biên bản đi. Dạ vâng, anh cho em xin biên bản luôn. Anh cho em xin biên bản luôn.
mà anh ghi hình là anh phải xin phép tụi em đây đấy là nhá. Camera giám sát của bọn anh thôi. Dạ vâng. Em người ở đây thôi anh. Dạ dạ dạ. Mình vi phạm là lỗi chủ yếu. À đúng đúng rồi anh. Dạ dạ dạ, dạ đúng rồi đúng rồi. Như này này. Em cứ tắt cái camera đi. Ừ, thì rồi, tụi rồi. Em được giám sát mà theo rồi rồi em theo hiến pháp Việt Nam khoảng 28 được giám sát cơ mà. Rồi 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 rồi. Em cứ tắt đi. Thì từ từ em quay xuống dưới là được cái. Em cứ tắt cái đi. Cái lỗi vi phạm là lỗi vi phạm. Dạ vâng đúng đúng là đúng. Lỗi thì tụi em lỗi thì em xin biên bản mà. Ừ. Dạ vâng em cũng đang để em xin biên bản mà. Em gửi đây là. Dạ dạ. Em cứ tắt cái máy đi. Rồi như nào thì rồi anh cứ làm việc anh theo cứ làm việc đi. Anh cứ làm việc. Anh cứ làm việc theo pháp luật đi anh. Dạ vâng. Ui tạo điều kiện sao được anh cái lỗi chuyển hướng không xin nhan này anh. Tối nay theo nghị định 46 300 đến 400 nghìn cơ mà. Bây giờ thì thì đấy trên phương tiện pháp luật đấy. Là nếu mà anh đặt biên bản thì anh đấy là tùy em, nếu em bảo em đòi đọc biên bản anh sẽ làm. Dạ vâng vâng chưa. Vâng vâng. Còn em đấy anh tạo điều kiện trước mắt thì anh sẽ tạo điều kiện cho bọn em rồi. Còn nếu bọn em thì như là đấy, nếu em đấy em bảo là biên bản anh đọc biên bản. Dạ vâng vâng. Anh tại vì đây anh là công an huyện Giao Thủy mà anh thấy đây là quốc lộ 37D mà anh. Hướng không xi nhan kiểu này là nguy hiểm cho anh, nếu mà em gây tai nạn là thu bằng tới 3 tháng rồi đấy. Anh em nó làm cái phối hợp thôi. Dạ dạ. Làm nhắc nhở. Rồi em chào anh. Đây. Em chào anh. Đây.